Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ vào bếp để chinh phục một món tôm thật ngon nữa cùng với Misu nha. Và món tôm này dùng để đãi tiệc này, làm món ngon cuối tuần này, ai cũng thích và ai cũng mê các bạn ạ. Lại có một cái tên rất là hay nữa, đó là tôm chiên hoàng kim các bạn ạ. Hay còn gọi là tôm chiên trứng muối. Rất là ngon mà lại dễ làm. Bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp tìm hiểu với nguyên liệu với Misu và mình cùng làm nha. Tôm hoàng kim hoặc là tôm chiên trứng muối phải có tôm. Đây là 500g tôm thì Misu đã cắt hết cả càng đi rồi và bỏ cái chỉ đen ở lưng rồi, chỉ giữ lại đây các bạn này, phần tôm như thế này. Cắt hết đi, phần giữ lại con tôm như thế này nha các bạn. Giữ lại một phần đầu này, bỏ hết mắt với phần càng đi. Đó, chúng mình sẽ làm như thế này, lau thật sạch, rửa qua với rượu với gừng. Rồi các bạn sẽ lau thật sạch, thấm thật sạch cho Misu như thế này là 500g tôm này. Và trứng muối, trứng muối thì nhiều ít tùy các bạn nha. Nhưng mà với 500g tôm này thì Misu làm với 8 quả trứng muối. Các bạn có thể dùng 5-6 quả, nhưng Misu làm 8 quả. Nếu như mà có quả trứng muối này như của Misu, hoặc là các bạn có thể dùng cái này. Bây giờ cũng rất là nhiều đấy các bạn, là salted egg paste. Là cái loại mà trứng muối người ta đã nghiền sẵn ra rồi. Chúng mình sẽ cần một ít tinh bột ngô nữa. Thế rồi cả một chút ít gia vị, một ít tỏi và một ít bơ để chúng mình sẽ xóc tôm hoàng kim nha các bạn. Bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp để làm cùng với Misu nha. Phần tôm này, như Misu nói đấy các bạn, nhìn cái con tôm này nó rất là ngon. Các bạn bỏ chỉ tôm đi và tôm nó phải khô ráo như thế này. Và bây giờ thì chúng mình ướp tôm này. Đây là nửa tablespoon hạt tiêu, nửa tablespoon bột nêm và một nửa teaspoon của bột custard. Nếu như mà các bạn không có bột custard thì bỏ qua, thì chỉ cần là gia vị với lại hạt tiêu thôi nha. Chúng mình cho vào đây. Misu cho cái bột sư tử hay bột custard vào đây là để cho nó lên cái màu đẹp và khử cái mùi tanh của tôm nữa đấy các bạn. Tiếp tục các bạn sẽ cho Misu 2 tablespoon của tinh bột ngô nữa. Rồi, và các bạn nhẹ nhàng sẽ xóc tôm lên, áo tôm với bột với lại gia vị để cho nó ngấm. Chúng ta được một cái hỗn hợp tôm như thế này đây các bạn. Và áo bột bên ngoài này để khi chúng ta chiên nó đỡ bị văng dầu. Và cái lớp phía bên vỏ ngoài của tôm ấy nó sẽ giòn rụm ngon lắm các bạn ạ. Sau đó này chúng mình đi hấp trứng muối với Misu nha. Đây là một cái sửng hấp rồi. Các bạn cho trứng muối vào và chúng ta hấp ở đây từ 10 đến 12 phút hoặc là 15 phút tùy theo cái size trứng muối của các bạn nhé. Trứng muối hấp xong rồi thì các bạn sẽ nghiền nát ra cho Misu như thế này. Các bạn có thể hấp hoặc các bạn sẽ cho vào trong lò nướng nướng nhé. Nhưng mà Misu thì toàn hấp rất là nhanh các bạn. Đây 10 phút đây là chúng ta nghiền nát nó ra sẽ rất là nhanh luôn. Và chuẩn bị cho món tôm hoàng kim đây các bạn. Rồi bây giờ mình đi chiên tôm nha các bạn. Đó, các bạn sẽ cho tôm vào đây. Chúng mình sẽ chiên giòn lên. Rất là nhẹ nhàng. Tôm ngon lắm các bạn, giòn rụm luôn. Khi tôm nổi lên như thế này là các bạn vớt ra ngay cho Misu nha. Và chúng mình sẽ chiên đợt thứ hai để cho nó róc hết cả mỡ ra đấy các bạn. Lần đầu tiên là chúng mình chiên để chín này. Sau lần thứ hai để cho nó giòn và nó không bị ngấm dầu mỡ. Đấy, nó như thế này này các bạn. Và lần thứ hai thì các bạn để lửa to lên và chúng ta sẽ thả tôm vào. Mà để đúng vài khoảng độ chục giây thôi, các bạn sẽ vớt ra cho Misu nha. Và như thế này sẽ làm cho cái tôm nó đỡ bị, nó sẽ xả bớt mỡ ra, nó sẽ không bị thấm dầu, mà cái vỏ nó sẽ giòn rụm đấy các bạn. Đây Misu cho hết cả vào đây. Rồi, các bạn đến từ 1 đến 10 đây, các bạn vớt ra luôn cho Misu như thế này. Chúng ta sẽ được cái tôm giòn rụm mà nó sẽ không bị thấm dầu mỡ. Các bạn sẽ cho ra đây cho Misu này. Đó, như thế này. Các bạn bật bếp cho Misu 2 tablespoon bơ vào đây. Và phải bơ thì nó mới thơm nha các bạn. Sẽ làm cho cái tôm hoàng kim này nó thơm lựng lên á. Khi mà bơ tan chảy ra thì các bạn sẽ cho Misu 1 tablespoon tỏi băm vào đây. Chúng ta sẽ phi thơm nó lên nha. Các bạn vặn nhỏ bếp này, tỏi thơm rồi.
thì các bạn sẽ cho trứng muối vào cho miso. Rồi miso cho thêm 1 tablespoon của cái sốt trứng muối nữa đây các bạn. Và cái sốt của Singapore này nữa này, để cho nó gắn quện vào với nhau. Các bạn không có thì cũng không cần nha. Các bạn nhớ để lửa nhỏ và cho miso này 1 teaspoon đường vào đây để cho nó điều vị. Tùy theo cái độ mặn của trứng muối nha các bạn. Các bạn đừng cho mặn quá. Các bạn cứ cho của miso như thế này và sẽ phi chiên cái trứng muối này lên ở trên lửa rất là nhỏ. Bao giờ cho nó sủi bọt lên thì chúng mình sẽ cho tôm vào để chúng mình đảo nhá. Các bạn đừng để lửa to và cũng không cho nước thì nó tanh lắm. Thế còn nếu như mà trứng muối của các bạn nhạt á, thì các bạn sẽ nêm trong miso thêm một ít gia vị vào đây. Nhưng mà trứng muối của miso rất là vừa vặn rồi. Miso chỉ cho thêm một chút đường vào thôi để cho nó điều vị với cái trứng muối này. Các bạn để lửa thật nhỏ như thế này. Và các bạn nhìn thấy bắt đầu nó sủi bọt lên chưa, là nó tiết hết cái vị bùi bùi của trứng muối ra đó các bạn. Và trên lửa nhỏ nha. Giờ các bạn sẽ nếm lại. Nếu như mà các bạn thích ăn mặn hơn thì các bạn sẽ cho thêm một chút gia vị vào. Còn như của miso, miso nói rồi là cái trứng muối này của miso rất vừa. Thì miso chỉ cho một xịu đường thôi, tùy cái khẩu vị của gia đình của các bạn nha. Nhưng mà phải cho thêm một chút đường để cho nó điều vị, cho nó bùi, nó thơm đấy các bạn. Đây miso cho các bạn xem đó, như thế này nhá. Và lửa rất là nhỏ nha các bạn ơi. Thì bây giờ bắt đầu các bạn sẽ cho, các bạn cho tôm vào cho miso. Đó. Và chúng mình bắt đầu xóc tôm lên. Ngon lắm các bạn, cái trứng muối này nó sẽ quyện với lại tôm. Thơm, và cái này nó thơm lưng ngà lên các bạn. Miso nhắc lại là phải chú ý lửa, lửa thật nhỏ nha các bạn. Đừng để cho nó bị cháy trứng thì nó sẽ bị mất ngon. Đó, và các bạn cứ thế xóc đều nó lên để cho cái trứng muối nó bao vào tôm. Và chúng mình được tôm hoàng kim cực kỳ ngon bùi. Phía bên ngoài nó giòn giòn quyện với vị trứng muối ngon lắm các bạn. Tôm hoàng kim đã xong rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn này, tôm được áo một cái lớp trứng này, tí nữa để nguội xong lại còn giòn rụm, nó vàng ươm lên đẹp lắm các bạn. Nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn vào bếp để chinh phục món tôm sang chảnh mà ngon vô cùng này, để đãi tiệc hoặc vào các ngày cuối tuần cùng với gia đình mình nha các bạn. Giờ Misu sẽ bày biện ra đĩa thật đẹp để mời khách và mời các bạn cùng thưởng thức món tôm với nguyên liệu rất là đơn giản, dễ làm với cái tên mỹ miều tôm hoàng kim hay tôm sốt trứng muối. Misu đảm bảo các bạn ai cũng sẽ ưa thích cái món này. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nha.